Chào mừng bạn đến với thư viện online của Hành Trình Kim Cương. Bạn thân mến, bạn có đang mắc kẹt trong những tình huống sau đây? Không kiếm đủ tiền chi tiêu, nợ nần chồng chất, không có khả năng mua nhà, không mua nổi xe, không thích công việc hiện tại nhưng vẫn phải bám trụ, cảm thấy bất an khi nghĩ đến tiền bạc. Nếu câu trả lời là có, thì Dạy Con Làm Giàu tập 13 là cuốn sách bạn nên tìm đọc ngay trong thời điểm hiện tại. Với chủ đề nâng cao chỉ số EQ tài chính, cuốn sách sẽ giúp bạn thoát khỏi những rắc rối đang bùa vây để từ đó nghiệm ra con đường đi đến tự do tiền bạc. Robert Kiyosaki mở đầu cuốn sách bằng việc phân tích sai lầm tài chính của người cha nghèo. Ở tuổi 50, người cha nghèo tham gia tranh cử vị trí phó thống đốc bang Hawaii nhưng bị thất bại. Sau cú sốc nặng nề đó, ông quyết định rút hết tiền tiết kiệm hưu trí để đầu tư vào một chuỗi kinh doanh nhượng quyền kem. Những phán đoán cảm tính của ông hoàn toàn không giúp ích gì cho vụ làm ăn này. Người cha nghèo theo đuổi những thương vụ bong bóng và giao du với những tên bịp. Kết quả, ông trắng tay ở bên kia cái dốc cuộc đời. Có thể bạn sẽ thắc mắc, Robert Kiyosaki, người con giàu có thành công đã ở đâu vào thời điểm ấy? Tại sao Robert Kiyosaki không tư vấn và hỗ trợ cha mình? Trên thực tế, người cha nghèo với lòng tự trọng quá cao đã khước từ sự giúp đỡ. Ông loay hoay trong mớ rắc rối tài chính, nhưng vẫn tự huyễn hoặc bản thân có đủ khả năng xoay chuyển tình thế. Và đó là lý do khiến ông ta bại trận nhanh chóng. Từ sự gục ngã của người cha ruột, Robert Kiyosaki chỉ rõ, cả học vấn tài ba lẫn công việc ổn định đều không thể giải quyết triệt để những rắc rối tài chính. Chính xác hơn, chúng mới chạm đến phần ngọn chứ chưa đi đến tận cùng gốc rễ vấn đề. Học thuật và công việc chỉ là phương án đối phó ngắn hạn, tạm thời. Vậy nhưng, nhiều người trong chúng ta cũng giống như người cha nghèo, xem đây là sách lược dài hạn, có thể thiên biến vạn hóa trước mọi bất cập tài chính. Theo quan điểm của tác giả, nếu muốn xử lý ổn thỏa những mối bận tâm tiền bạc phải dựa vào thông minh tài chính. Cùng đứng trước một rắc rối tài chính, nhưng người cha giàu, người nghèo, người trung lưu sẽ có những phản ứng khác nhau. Người nghèo tìm cách phớt lờ hoặc lảng tránh. Chính thái độ này đẩy họ lún sâu vào những rắc rối khác tệ hại hơn. Người trung lưu cách ly sự khắc nghiệt của thế giới tiền bạc bằng bức tường lửa thông minh học thuật. Đây cũng là cách mà cha ruột của Robert Kiyosaki đã áp dụng và kết quả, như đã nói ở trên, chẳng hề sáng sủa. Trong khi đó, người giàu đối diện trực tiếp với khó khăn, họ hiểu rõ chừng nào những rắc rối chưa được giải quyết ổn thỏa, thì chừng đó họ sẽ còn ngụp lặn rối bời trong mớ bòng bong tài chính. Họ biết rằng không phải tiền bạc mà chính sự thông minh tài chính mới tạo nên sự giàu có. Họ lựa chọn phát triển chỉ số IQ tài chính. Chỉ số IQ tài chính là đơn vị đo lường, là cách lượng hóa sự thông minh tài chính. Robert Kiyosaki cho rằng có 5 loại thông minh tài chính với 5 mức độ cụ thể như sau. Mức độ 1, kiếm nhiều tiền hơn. Mức độ 2, bảo vệ tiền của bạn. Mức độ 3, lập ngân sách cho tiền. Mức độ 4, tạo đòn bẩy cho tiền. Mức độ 5, cải thiện thông tin tài chính. Trong phần còn lại, và cũng là phần quan trọng nhất của cuốn sách, tác giả chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trên hành trình phát triển 5 chỉ số EQ tài chính nói trên. Thông qua những điều đã học được, ông mong muốn mang đến cái nhìn thực tế nhất, giúp chúng ta tự soi chiếu, hoàn thiện và nâng cao năng lực tài chính. Bên cạnh đó, Robert Kiyosaki cũng đề cập đến khía cạnh phát hiện thiên tư tài chính bằng cách sử dụng 3 phần của não bộ, gồm não trái, não phải, vùng tiềm thức và khiến cho chúng làm việc hài hòa hơn. Dạy Con Làm Giàu tập 13 khép lại hành trình đồng hành ý nghĩa cùng Robert Kiyosaki. Trên con đường vươn tới tự do tài chính, đồng tiền luôn có cách làm bộc lộ bản tính hèn nhát, gian lận, lừa dối hay phản bội. Vấn đề nằm ở chọn lựa của mỗi người, chấp nhận để đồng tiền quyết định và chi phối hay học cách kiểm soát và sử dụng nó sao cho hiệu quả nhất. Đó không chỉ là lời nhắn gửi của tác giả trong cuốn sách này, mà còn là thông điệp xuyên suốt cả bộ sách. Hành Trình Kim Cương hy vọng Dạy Con Làm Giàu tập 13 nói riêng và những tập sách còn lại nói chung sẽ trao cho bạn vốn kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn để hoàn thành trọn vẹn mục tiêu tài chính. Và như Robert Kiyosaki đã từng chia sẻ, thay đổi từ nhận thức của một người nghèo sang nhận thức của một người giàu cũng giống như học ăn bằng tay trái sau hàng chục năm trời quen ăn tay phải. Dù không phải là một việc dễ dàng, nhưng bất cứ ai cũng có thể làm được nếu có lòng kiên nhẫn. Xin được chúc bạn có đủ kiên trì cũng như quyết tâm để băng qua vạch đích thành công. Bản quyền tóm tắt sách
thuộc tập đoàn Hành Trình Kim Cương.